Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chúng ta sẽ cùng nhau bước vào một căn phòng hoàn toàn mới trên Style TV. Một căn phòng mà chúng tôi tin rằng ở đây sẽ có rất nhiều những điều thú vị, gặp gỡ rất nhiều những vị khách mời hay ho, để họ sẽ mang đến cho chúng ta những cái thông tin từ đời sống, công việc của họ. Tên chương trình của chúng ta đó là Ai đến hôm nay. Vậy thì hôm nay ai đến? Chúng ta sẽ cùng biết được ngay sau đây. Vâng, thưa quý vị, hài hước, bá đạo có lẽ là những điều mà chúng ta có thể miêu tả khi mà nói về cặp đôi rất là thú vị này qua những hình ảnh mà chúng ta vừa giới thiệu vừa rồi. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng chào đón cặp đôi này đến với chương trình ngày hôm nay. Xin được chào đón đến với chương trình là ông Thủng và bà Bom, đúng không? Em chào anh Thắng cũng như là khán giả đang xem chương trình. Bọn em là gia đình Thủng Long và em là Bom, và đây là Thủng Long. Gọi như vậy ạ. Đầu tiên ấy, phải trộm vía là nhìn ở ngoài trẻ hơn rất rất nhiều so với những gì anh xem ở trên TikTok. Cảm ơn anh. Lúc nãy cũng có mấy anh chị em trong đoàn cũng bảo câu đấy, nhưng mà em đang kêu là không biết là một khen hay chê. Như lúc nãy anh em có nói chuyện với nhau là tha ở trong hình nó gọi là nhìn chững chạc một tí, đúng rồi. Ngoài đời khi mà nhìn mọi người khen trẻ sẽ vui hơn, đúng không? Đúng rồi. Trong hình mà hơi dừ thì cho video nó có trọng lượng. Và anh biết tên thật nó cũng là những cái tên rất là lạ, đặc biệt là Long, Tụ Long. Dạ. Ừ, Tụ Long là nơi hội tụ những con rồng, đúng không? Không, không phải. Ai cũng hỏi như thế, mà mỗi lần mà em đi làm thủ tục hành chính ấy, lúc nào cũng sẽ bị hỏi, bị các cái anh các chị mà làm thủ tục ấy hỏi đi hỏi lại 2-3 lần. Ý nghĩa. Là không, hỏi lại là Tụ Long cái gì cơ? Tụ Long á? Đặt tên lạ thế nhở? Em bảo không chị ơi, không phải Tụ Long, em là Tụ Long. Xong rồi mình phải nhắc lại và confirm một vài lần nữa, tụ điện ấy. Nhiều người thì lúc đầu mà nghe thì mọi người sẽ nghĩ là Tụ Long nghĩa là hội tụ của những con rồng giống như cả anh vừa nói. Yeah. Không phải, tại vì ngày xưa hồi em sinh ra thì ông em cũng có biết và có kiến thức về nho học. Thì bấm số của cái ngày mà em sinh ra thì mới thấy là sau này em sẽ rất là trăng hoa và cái bay nhảy, bay nhảy hướng ngoại, đúng không? Ừ. Đúng, thực tế là trong cái lá số đấy của em có ghi là cậu này mà sau này mà có đi đâu mà đi xa nhà ấy là đi có khi không thích về nữa đâu. Thế nên là mới đặt cho em một cái tên là Tụ Long. Trong đó thì cái thành tố Long ấy là con rồng trùng với cả tuổi của mẹ em, là mẹ em tuổi Thìn. Tụ Long có nghĩa là quay đầu về với mẹ. Quay đầu về với mẹ. Quay đầu là bờ, đúng không? Quay đầu bờ, đúng rồi. Không bay quá xa. Rồi, còn Tuyết Nga, đúng không? Vâng, tên của em thì đơn giản lắm, bởi vì Tuyết Nga tức là Nga là đẹp như hàng Nga, Tuyết là sự lạnh lùng, tức là một cô hàng Nga rất là lạnh. Em có phải là một người lạnh lùng không? Anh thấy em lạnh lùng không? Không. Không. Cái tên của em rất dễ hiểu, bởi vì em đẻ bên Nga. Và lúc trời đã có tuyết, vâng, nên bố mẹ đặt tên là Tuyết Nga luôn. Đơn giản dễ hiểu, vâng, không phức tạp đâu cả. Rồi, bây giờ thì có lẽ là chúng ta sẽ cùng đến ngay với những cái phần mà mọi người chắc là sẽ rất là thắc mắc. Bản thân anh cũng thắc mắc khi mà nghe cái tên kênh của bọn em, đó là Thủng Long. Ừ. Tại sao nó không phải là Khủng Long? Lúc anh đọc anh thấy có bị sai. Sai? Ừ, anh thấy đáng nhẽ là tên nó là Khủng Long thì nghe nó có vẻ là, mặc dù Khủng Long là một loài thì có những con rất là ác, có những con rất là hiền. Nhưng mà nghe Khủng Long đáng yêu hơn. Thủng Long thứ nhất là nó rất là khó đọc. Nó là âm đóng, thủng, đúng không? Đúng không? Tại sao lại đọc là Thủng Long? Tức là con rồng bị thủng à? Thực ra thì cái lý do lớn nhất mà bọn em để cái tên Thủng Long là để cho mọi người có một cái thắc mắc giống như của anh. Tìm hiểu về nó. Tức là nó sẽ cảm thấy sự chú ý ngay từ cái tên. Gây chú ý. Chính xác. Nó sẽ tạo ra một cái cảm giác khá là quen thuộc. Mọi người sẽ có một cái cảm giác là có cái gì đấy nó không đúng ở đây, cái gì sai. Xem là nó sai ở chỗ nào. Đúng rồi. Nhưng mà thực ra là khi mà click vào link thì toàn là điều đúng thôi. Đúng rồi. Rồi bây giờ thì có một cái điều này nữa mà anh cũng rất là tò mò. Biết là trước đó thì làm huấn luyện viên thể hình. Nó thực sự nó không liên quan ấy. Hãy tìm cho anh một điểm liên quan giữa việc một TikToker với một huấn luyện viên thể hình ấy. Nó là có gì liên quan? Mọi người thì hay bảo bọn em mà làm thể hình, nhưng thực chất bọn em chỉ là huấn luyện viên dạy lớp, gọi là groupic. Thì bọn em sẽ dạy một cái lớp mà rất nhiều người, và ở trong cái lớp đấy bọn em luôn luôn phải là năng lượng, đóng vai trò là huấn luyện viên và dẫn dắt mọi người, truyền cái năng lượng tích cực cho mọi người để mọi người làm theo bọn em. Thì bọn em nghĩ là cái mà gần
nhất giữa cái công việc bọn em đang làm và công việc fitness, đấy là cái sự năng lượng. Đấy là mình luôn luôn có cái tinh thần mình lan tỏa cái tích cực. Điều tích cực và cái năng lượng của mình đến với một đám đông. Hay quá. Ngày xưa bọn em là dancer. Dân nhảy đúng không? Dân nhảy. Sau đấy là bọn em mới bén duyên sang nghề fitness, bọn em đi dạy là vừa dạy nhảy vừa dạy các môn cơ. Đến một thời gian bẵng đi thì bọn em lại bén duyên với nghề TikTok. Có phải là cứ sáng thức dậy hoặc là thậm chí là đêm ngủ mình cũng sẽ phải vắt tay lên trán mình nghĩ xem là ngày mai mình sẽ phải quay cái gì, mình sẽ ra những cái idea gì cho cái video clip của mình. Và đúng là công việc chính của bọn em đấy là hàng ngày là nghĩ nội dung. Và nó cũng như anh bảo là sáng nghĩ đến tối đi ngủ vắt tay lên trán vẫn phải nghĩ. Bởi vì cái công việc này nó không có một cái giờ cố định. Mình không thể nào biết được rằng là ngày mai mình sẽ nghĩ được idea vào cái khung giờ mấy giờ. Mình phải nghĩ cả ngày. Rồi. Đến khi nào ra thì thôi. Gọi là nó là một dạng mình luôn luôn nuôi dưỡng cho mình một cái trạng thái có cảm hứng. Có bao giờ mình bị cái cảm giác là mệt, gọi là sao? Mệt óc hả? Bởi stress. Vì nghĩ nhiều quá. Ừ, nghĩ nhiều quá mà. Và khi mà bị như vậy thì mình sẽ làm như thế nào? Bởi vì sáng tạo thì nó sẽ không được lặp lại. Nó là cái sự quá tải đặc thù của cái việc làm sáng tạo nội dung. Hiện tại bọn em đang làm sáng tạo nội dung trên các nền tảng mạng xã hội. Thì cái tính cạnh tranh ở trên mạng xã hội bây giờ nó rất là cao. Thì có những cái thời điểm thì mình chỉ dừng lại ở cái cường độ là mình nghĩ ý tưởng và khi có ý tưởng đấy thì mình đem ra triển khai. Nhưng bây giờ thậm chí nó còn khó hơn nữa là cái ý tưởng đấy của mình nó đã phục vụ và phù hợp với thị hiếu của khán giả ở thời điểm hiện tại hay chưa. Cái mức độ cầu kỳ và trau chuốt của sản phẩm nó lại sẽ lại phải cao lên. Quá tải hay không thì chắc chắn là có. Và làm thế nào để cân đối được việc đấy thì bọn em nghĩ rằng là thì mình sẽ tự tìm cái lối ra, tự tìm những cái khoảng thời gian riêng của mình. Có những cái thời điểm thì bọn em đã nói là thôi, một ngày mình sẽ chia ra làm mấy khung giờ đấy. Và khung giờ đấy mình sẽ không quan tâm đến công việc. Thực chất bọn em chưa làm được cái điều đấy. Nói là một chuyện còn chưa làm được đúng không? Tại vì khi mà mình ở trong cái guồng quay của công việc rồi, mình rất sợ là nếu như mình nghỉ ngơi một tí thôi thì ngay lập tức là mình bị thụt lùi. Rồi. Nên là kể cả cái quãng thời gian mà bọn em giải trí, bọn em sẽ tìm cách để vừa giải trí và vừa sáng tạo. Trong những cái clip mà anh xem hai đứa thì có lồng ghép quảng cáo một cách rất là khéo léo. Vâng. Đó có phải là nguồn thu chính không? Dạ vâng, hiện tại thì cái nguồn thu từ booking quảng cáo thông qua các cái video sáng tạo của em là nguồn thu chính. Nhưng mà việc mà để đưa những cái chi tiết đấy vào trong cái clip của mình một cách rất là mềm, nó cũng là một nghệ thuật. Mọi người có mất nhiều thời gian không? Ví dụ ít nhất là với những cái clip đầu tiên khi mà nhận được đặt hàng của các nhãn. Được như bây giờ, cách mà bọn em đưa cái quảng cáo vào video ấy, thì bọn em rất là mất thời gian trong cái quá trình mà bọn em thiết lập cái tư duy. Được cái là may mắn bọn em nói chuyện với nhau là bọn em làm việc là hai người. Bọn em có cái sự trao đổi với nhau liên tục, học hỏi và liên tục nói chuyện với nhau để tìm ra cái mấu chốt vấn đề, rồi từ đấy cùng nhau khắc phục, cùng nhau giải quyết. Được cái may đấy là hai vợ chồng em có cái lối tư duy rất giống nhau. Tốt quá. Vâng. Trộm vía. Em cũng hay nói trộm vía. Thường ấy, chúng ta thấy là có rất nhiều những KOL họ cũng đã quảng cáo cho các nhãn. Tuy nhiên là do thiếu tìm hiểu, thế nên là sau đó thì khi mà có những cái thông tin nó không được tốt về nhãn hàng đó thì ngay lập tức nó bị ảnh hưởng trực tiếp đến danh tiếng của những người đã từng quảng cáo. Đối với vấn đề cân đối thông tin hay là kiểm tra sản phẩm trước khi mà nhận quảng cáo ấy, bọn em có một cái đội ngũ hỗ trợ đảm bảo được cái yếu tố là cái sản phẩm đấy là ít nhiều nó là một trong những sản phẩm mang lại giá trị cho người dùng. Cái vấn đề mà anh đang đặt ra là nếu như sau này cái nhãn hàng đấy người ta gặp một cái vấn đề gì đó về chất lượng sản phẩm chẳng hạn, nó là chuyện sẽ xảy ra trong tương lai, mình sẽ rất là khó nói, nhưng ít nhất ở trong cái thời điểm hiện tại khi mà mình nhận cái sản phẩm đấy để mình đặt trong video thì mình cũng luôn luôn tin tưởng rằng là cái sản phẩm này hiện tại nó đang là một cái sản phẩm có cái uy tín trên thị trường rồi. Rất là cảm ơn hai đứa. Bây giờ là sẽ là một thử thách nho nhỏ mà chương trình sẽ mang lại cho hai bạn. Trước khi mà đến với mini game này thì cho anh hỏi một chút là bây giờ thì hai bạn tự tin là chúng ta hiểu nhau bao nhiêu phần trăm? 1, 2, 3. 80. Sai số 10%. Ok, 80 và 90. Bây giờ chúng ta sẽ thử xem là liệu rằng là 80-90% thì có giúp các bạn vượt qua được thử thách chương trình hay không? Ok ạ. Rồi ạ. Vâng, thưa tất cả quý vị, trên bàn của tôi lúc này thì đang là những cái thử thách dành cho những cái phần trăm mà hai bạn vừa đưa ra. Với Long là 90% hiểu vợ, còn với Nga là 80% hiểu chồng. Chúng ta hãy hiện thực hóa tất cả con số đó bằng thử thách này. Trước tiên sẽ là thử thách dành cho Long nhá. Xin mời em quay mặt vào trong. Em quay mặt vào trong á? Đúng rồi, quay đi. Không nhìn thấy để anh. Không nhìn thấy. Rồi, ok. Thử thách của chúng ta như sau. Trong số rất nhiều những người nổi tiếng này thì em sẽ chọn ra một người mà em thích nhất. Đều là những gương mặt rất là đẹp trai, phong độ ở nhiều độ tuổi khác nhau. Ok, rồi. Rồi, bây giờ thì xin mời Long quay lại nào.
chúng ta sẽ lần lượt đến với hai bức hình một nhé. Khi mà anh đưa cho em hai bức hình dạ. thì em sẽ phải chọn một trong hai. Ok. Sau ạ. Đó là sẽ bức hình nào mà em không chọn thì mình sẽ bỏ đi. Ok. Chúng ta sẽ làm phương pháp loại trừ để đến với kết quả cuối cùng. Ok anh. Okay. Chốt. Đây. Đây. Đây ạ. Úp luôn. Rồi. Đây. Ừ. Giống nhau ấy. Về dĩ về cô gì Long không biết nhiều. Anh không quan tâm anh là đâu. Bạn ấy có xem hay không. Đúng nhưng rồi. Mà anh nếu mà một người chồng đã tự tin là hiểu vợ mình đến 90% vâng. thì anh nghĩ là không cần xem cũng biết được là vợ mình thích ai đúng không? Vâng, ok. Vâng. Này không luôn ạ. Không luôn. Một vẻ đẹp rất Việt Nam. Anh đen. Mà Việt Nam ấy, em nghĩ là nó sẽ sát với hình tượng này hơn. Đúng rồi. Nhưng mà nếu mà bảo em thích thì chắc là em sẽ thích bên này hơn. Ok. Đây. Cái này là mới khó này. Cái này thì không khó ạ. Không khó à? Không, không, vâng. Bởi vì em không thích. Đây. Vâng. Sau khi phương pháp loại trừ là chúng ta đã lựa chọn vâng. ra bức hình của nam diễn viên này. Em hay xem phim Hàn Quốc, đây là nam diễn viên gì? Nói thật là em không hay xem. À, tức là em có xem, không hay xem. Chỉ nhớ là, người nào mình thích thôi. Đúng rồi, em chỉ nhớ và em không nhớ tên. Nếu mà một người vợ em thực sự thích thì đương nhiên vợ em sẽ phải nhớ tên. Sai đấy. Ơi. Sai. Đấy, gương mặt này. Đấy, đấy. Ngay từ lúc đầu tiên này em đã lấn cấn rồi. Anh lấn cấn. Đừng lấn. Như vậy là em đã thất bại trong cái thử thách này. Chúng ta vẫn còn cơ hội là hãy để vợ em đoán xem là vợ em hiểu em được bao nhiêu phần trăm. Nếu mà em thắng thì Long bị phạt đúng không? Đúng rồi. Nếu mà em thua cả hai bị phạt. Như vậy là thử thách vừa rồi đã mang đến một thất bại không thể ê chề hơn dành cho Long. Vợ em là không hiểu chính bản thân mình. À, đấy. Thôi được rồi, có gì hai vợ chồng phải đóng cửa vào nhau. Giờ thì xin mời Long. Chọn cho cẩn thận Long nhé. Anh nghĩ là tỷ lệ chiến thắng dành cho Nga tương đối cao, bởi vì anh thực tế là anh thấy đàn ông bọn anh rất là dễ hiểu, thực sự luôn đấy. Nhiều người đàn ông là suy nghĩ đơn giản thì là dễ hiểu, còn chồng em thì suy nghĩ hơi lộn xộn linh tinh anh. Quay ra phía mặt máy quay nào. Đây. Xin mời Nga quay lại. Chúng ta sẽ lần lượt đi tìm đáp án nhá. Mời em. Ai chọn thì giữ lại trên tay, không chọn thì bỏ xuống. Quỳnh Khun. Bạn này cũng thích lắm này. Đấy là anh chứ còn chồng em thì anh không biết. Đấy là anh chứ còn chồng em thì anh không biết. Thôi em cứ chọn. Ok rồi. Cũng xinh người ta. Khó người ta. Ủa em rất phân vân cái này nhá. Tùy em có thể lựa chọn. Thời gian của chị không có nhiều nhá. Okay. Ok nào. Vâng, em vẫn quyết định chọn cái đáp án này. 80%. Đôi khi là những cái con số nhỏ nhưng mà nó lại đem đến những thành công lớn đúng không? Vâng. Em nghĩ là như vậy không? Em cũng nghĩ thế. Long có như vậy không? Con số nhỏ mà anh nói là con số 20% đúng không? Đúng rồi. đây mới là nhân vật mà chồng em thích. Ừ nhờ. Đây, ừ gì. Luật chương trình đã có rồi, sai thì phải chịu phạt. Thưa quý vị, sau một cái thử thách thất bại toàn tập của hai vợ chồng Thủng và Bom thì bây giờ là lúc mà chúng ta sẽ cùng đến với hình phạt của các em. Chúng ta sẽ có 3 lựa chọn. Thật ra chương trình hôm nay rất nương tay đấy. Một là cà phê này, hai là chanh này, ba là kẹo không thơm. Em chọn kẹo. Kẹo hả? Xoay vào chọn màu thôi. Hai miếng nhá. Mùi cũng ok đúng không? Thơm à. Kẹo chương trình toàn là kẹo... Mùi như mùi ạ. Mùi gì? Rau kiểu cái gì à? Dấp cá. Ngải cứu. Vâng. Ngải cứu à? Vâng. Ok. Viên thứ hai là mùi gì? Em không biết được nhưng mà nó cứ kiểu cảm giác nó hơi kiểu lạ, lạc vị ấy. Lạc vị à? Vâng. Xin mời em. Vị đào. Cảm thấy là em đang tận hưởng đấy. Đúng rồi ạ. Vì xe sủi mà. Rồi, bây giờ thì quay trở lại với câu chuyện cùng với hai vợ chồng nào. Khi mà bắt đầu xây dựng kênh đến tận bây giờ ấy thì hai bạn vẫn đi theo một cái hướng là xây dựng về những câu chuyện xoay quanh cuộc sống gia đình. Dạ. Có bao giờ hai bạn nghĩ ra mình sẽ chuyển hướng sang một cái đề tài khác không? Kênh bọn em thì là vẫn về gia đình nhưng mà tuy nhiên bọn em vẫn cố gắng khai thác những cái hướng khác, kiểu là mẹ con hay là bạn bè. Thực ra là vẫn là 98-90% là về gia đình. Nhưng mà bọn em ấy sống với nhau kể cả trong cuộc sống bình thường chứ chưa nói đến kiểu content, bọn em nói chuyện với nhau là luôn luôn cố gắng làm mới bản thân, làm cho cuộc sống lúc nào cũng kiểu có một cái gia vị gì đấy mới một tí. Em nghĩ đấy là một cái yếu tố rất lớn để bọn em luôn có thể sáng tạo và tìm những cái điểm mới trong cuộc sống gia đình, mà đến bây giờ bọn em vẫn thấy là vẫn chưa khai thác được hết. Hai bạn thì là còn trẻ, là những người còn trẻ, chúng ta thấy là cái khả năng, cái năng lượng sáng tạo của mình vẫn còn rất nhiều. Vâng. Nếu một ngày nào đó mà nền tảng TikTok không còn được ưu ái như bây giờ và không còn được nhiều người xem nữa thì
chúng ta sẽ chuyển hướng sang một cái phương án nào? Bọn em nghĩ rằng là bọn em là những người rất là linh động. Nên là bản thân bây giờ bọn em đã tham gia vào việc làm sáng tạo nội dung được hơn 2 năm rồi. Hiện tại bọn em cũng đã manh nha những cái ý định mới liên quan đến việc con đường phát triển sau này rồi. Sáng tạo nó không chỉ giới hạn ở trong cái việc làm content. Kể cả bọn em không làm TikTok đi chăng nữa thì cái việc sáng tạo bọn em có thể áp dụng vào rất nhiều cái lĩnh vực khác nhau. Nó không chỉ ở giới hạn về content creator nữa. Giống như kiểu là Facebook hay YouTube chẳng hạn. Ở những cái thời điểm mà Facebook, YouTube đang rất là thịnh thì mọi người cũng sẽ có những cái câu hỏi giống như anh vừa hỏi. Thì lúc đấy thì mình cũng có thể là mình bắt nhịp thôi. Không vấn đề gì cả. Kể cả là nền tảng chưa đi vào thoái trào đi thì bản thân bọn em là nhà sáng tạo nội dung thì bọn em cũng đã phải thích nghi ở bên trong nền tảng ấy rồi mà. Rồi. Có lẽ là công việc của hai vợ chồng cũng tốn rất nhiều thời gian đúng không? Nhất là với những cái dự án mới chẳng hạn nhé. Vâng. Thế thì việc chăm sóc Sushi thì sao? Bọn em may mắn là được ông bà hỗ trợ anh ạ. Vâng. Quá tốt. Thì thực ra là lúc đầu bọn em đẻ con ra thì hai vợ chồng kiểu vẫn còn là những cái tấm chiếu mới ấy, vẫn vỗ ngực bảo là con mình thì mình sẽ chăm và mình sẽ không nhờ ai cả. Đến khi mà thực sự là thực chiến làm bố mẹ rồi, bọn em mới thấy là được ông bà hỗ trợ là cực kỳ quý luôn. Thì lúc đấy bọn em mới có thời gian và có mình có thể dồn hết tâm huyết của mình vào việc công việc được. Và tất nhiên là cái may mắn bọn em mới là bọn em làm việc ở nhà. Nên là chỉ cần một bước chân ra ngoài là bọn em gặp lại chơi với con, chơi xong nghỉ một lúc giải lao xong rồi bọn quay trở lại công việc. Bây giờ thì chương trình ngày hôm nay lại có thêm một cái phần để thử thách hai bạn nữa. Thế nên là nhẹ nhàng thôi, không phạt tiếc gì đâu. Vâng, thưa quý vị, bây giờ thì lúc mà chúng ta sẽ cùng chơi bài. Mỗi người sẽ chọn 2 lá bài giúp anh nhá. Dạ. Đây là bộ bài yêu cầu. Chúng ta sẽ có những cái yêu cầu rất là đặc biệt ở trong những cái lá bài này. Một là thực hiện yêu cầu, hai là sẽ tiếp tục đền vào những hình phạt mà trước đó chúng ta đã từng trải qua. Đầu tiên xin mời ngay. Hai màu đi ạ. Xin mời em. Dạ. Ok. Rồi, xin cảm ơn. Bây giờ anh sẽ mời Long trước đi. Em lật một lá bài một thôi. Hãy đọc cái yêu cầu trong đó lên. Của em là nhảy một vũ điệu sexy. Xin mời em, anh sẽ đi này ra một chút nhá. Rồi, dạ. Đứng tại chỗ phải rồi. Đứng tại chỗ ở đây đứng thôi. Đứng tại chỗ rồi. Nào một điều nhảy xinh. Làm sao có thể làm khó được vũ công? Ok. Cái khung hình này nó sẽ phải rộng ra một tí bởi vì đôi khi là cái em cái rất là động béo. Tác của em nó có thể đấy. Rồi, rồi. Đấy mà mình đôi khi là mình có thể mình đánh sóng sánh một tí chẳng hạn. Đấy. Mọi người có hiểu không? Tuyệt vời rồi. Hát nhảy anh nghĩ là khi mà đọc lên thì anh đã thấy là nó không phải là một vấn đề quá là phức tạp đối với một vũ công, một dancer. Nào, thử thách thứ hai xin mời. Dạ. Người nắm giữ lá bài diễn tả một câu hot trend bằng body language. Mọi người cùng suy đoán nhé. Ở đây hai khán giả sẽ anh với là Nga nhá. À, ok, ok ạ. Rồi, rồi. Nghề luôn anh ạ. Nghề luôn à? Rất hay chơi đồ chơi này. Bắt chữ. Ok. Tính em... tiền. Không phải à? Ok, gặp lại nhá. À, nước mắt. Ok, ok. Đừng khóc, đừng khóc. Yeah, 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 ok. Anh. Ờ. Em thấp. Bây giờ nhá, mình có dữ kiện đấy là cái gì nhỉ? Em này, đừng khóc đúng không? Đúng em rồi. Em ơi đừng khóc. Ồ. À, em ơi đừng khóc à? Đúng chính xác. Rồi rồi. Còn cái lời bài hát gì ạ? À? Em ơi đừng khóc. À, bóng tôi sẽ trước mắt. Bóng tôi trước mắt sẽ bắt em đi. Đó. À, rồi. Trả lời hơi khoa. Quá tốt. Khoa quá mọi người. Kiểu gì em ơi, hóa ra là em ơi. À, em ơi. Em ơi. Rồi ok. Rồi, chúc mừng em đã không bị phạt. Bây giờ đến 2 lá bài của Nga nào. Vâng. Nói về 3 điểm sexy nhất của bạn. Môi. Môi. Lưng. Lưng, nhớ. Yeah. Mắt. Môi. Lưng. Mắt. Vâng. Ok. Trong con mắt của em, những cái nét nào trên người của vợ em là em cảm thấy là sexy nhất? Chắc chắn là môi rồi. Ok. Nhắc đến môi, dành cho hỏi một câu như thế này, cả hai cùng trả lời nhá. Nụ hôn đầu tiên của hai đứa là ngày bao nhiêu? 3, 2, 1. 27 tháng 11. Thôi xin mời bài thứ hai. Em thích hôn vào đâu nhất? Lại là thử thách cho cả hai vợ chồng đi. Hai vợ chồng sẽ cùng đồng thanh nói nhá. Vâng. 1, 2, 3. Môi. Thực ra thì đôi khi là phụ nữ thì là một tuýp lãng mạn. Đúng rồi. Tức là cái quãng thời gian ví dụ như là mới yêu nhau ấy thì là một nụ hôn nó kiểu là nhẹ nhàng lên trán thôi. Nếu mà đã nói là thích hôn vào trán thì bây giờ em về em sẽ chỉ hôn vào trán thôi. Em không hôn vào chỗ khác nữa.
để xem được rồi. Hy vọng là qua cái chương trình này thì tình cảm của hai vợ chồng không bị sứt mẻ. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần tiếp theo của chương trình ngày hôm nay, đó chính là chọn màu hashtag. Chúng ta vẫn sẽ có 10 con số ngẫu nhiên từ 1 đến 10 để cho hai vị khách mời có thể lựa chọn, hai vợ chồng có thể chọn chung nhá. Chúng ta sẽ được chọn 3 con số bất kỳ. Dưới mỗi một con số này sẽ là một hashtag của chương trình. Có thể là màu trắng là những điều tích cực, có thể là màu đen đó là những cái điều không tích cực, hoặc là màu cam là những điều mà còn đang có những cái sự tranh cãi về vấn đề đó. Số 8. Số 7. 3. 3, 7, 8. Ok, bây giờ thì xin mời tất cả quý vị chúng ta sẽ cùng đến với hashtag đầu tiên của chương trình ngày hôm nay. Ở số 3 sẽ là hashtag gì? Ở hashtag số 3 này là một hashtag màu trắng và với từ khóa đó là dành thời gian cho con 1.000 ngày đầu đời, tức là từ lúc mang thai cho đến khi mà con được 2 tuổi. Theo các nhà khoa học thì 1.000 ngày đầu đời là cái quãng thời gian mà bố mẹ cần dành thời gian cho con nhiều nhất, bởi vì đây là cái quãng thời gian vàng để con có thể phát triển trí tuệ cũng như là rất nhiều những cái kỹ năng khác. Hay nói một chút về bé Sushi của nhà mình đi, bây giờ là 1 tuổi hả? Dạ, sắp 1 tuổi ạ, còn 1 tháng nữa 1 tuổi. Ok, tức là vẫn đang trong cái giai đoạn 1.000 ngày cùng con. Đúng rồi. Cái cách mà hai vợ chồng sẽ chăm con và chơi với con như thế nào với cái lịch công việc dày đặc như vậy? Kể cả khi mà bọn em bắt đầu biết tin là Suzy đến với cuộc sống bọn em ấy, là bọn em sẽ luôn luôn cố gắng là tương tác với con. Tương tác nhiều nhất, kể cả khi mà em đang mang bầu thì em luôn tìm hiểu về việc thai giáo cho con. Và bọn em sẽ cố gắng là mình sẽ trò chuyện với con tất cả những cái gì trong ngày. Bây giờ bọn em vẫn giữ thói quen đấy với con. Trộm vía là Sushi là một đứa bé rất hiểu chuyện. Em luôn cảm giác là Sushi có cái sự tương tác ngược trở lại khi bố mẹ trao đổi và nói chuyện với bé. Hiện tại thì bọn em không có một cái thời gian cố định rằng là em sẽ dành thời gian bao nhiêu giờ trong ngày để chơi với con, mà bọn em sẽ cố gắng dành tối đa có thể. Bọn em có cơ hội làm việc ở nhà nữa, nên đương nhiên là cái khối lượng công việc thì nói thật sự là bọn em rất bận. Rất rất bận, nhưng mà tuy nhiên là vì cái đặc tính công việc được làm việc ở nhà nên là bọn em có nhiều cơ hội để tương tác với con hơn. Giống như kiểu mà em không nhớ cái tên của cái phương pháp mà làm việc đấy, nhưng mà thường thường mình sẽ tập trung tối đa vào công việc khoảng tầm từ 20-30 phút chẳng hạn. Thì thường mình sẽ có khoảng tầm 5-7 phút giải lao. Thì những cái phút đấy mình hoàn toàn có thể làm việc riêng của mình, hoặc là mình nghỉ ngơi, hoặc là mình ra mình chơi với con. Thì cái mà bọn em đang có là một ngày có rất nhiều khung 5 phút đấy được trải dài vào cả ngày để mình chơi với con, thì như thế đã là một cái rất quý giá rồi. Em nghĩ là trẻ con ấy không chỉ có 1.000 ngày đầu tiên đâu. Quan điểm của bọn em khi mà nói chuyện với nhau ấy thì là mình cần phải có sự gắn kết tối đa của con là từ bé, từ lúc nó chào đời cho đến lúc nó 6 tuổi cơ. Và cái sự thay đổi của mình diễn ra như nào, nó diễn ra theo từng ngày từng tuần. Mà cái bọn em muốn dạy Suzy nhất đấy là con học được cách đấy là biết ơn, cảm ơn và xin lỗi. Bọn em làm gì sai bọn em sẵn sàng xin lỗi con. Con làm một cái gì cho bọn em sẽ cảm ơn con. Và bọn em nghĩ là từ giờ đến lúc con trưởng thành, bọn em sẽ cố gắng duy trì cái cách dạy con như thế và cách cư xử với nhau để con học theo. Rồi, chúng ta sẽ cùng đến với hashtag tiếp theo nhá. Số 7 là một hashtag màu đen có cụm từ là content bẩn. Thực ra đây là một cái cụm từ mà có lẽ mọi người nghe rất là nhiều rồi, đặc biệt là với hai bạn là những người làm sáng tạo nội dung. Hiện nay thì có rất là nhiều người làm sáng tạo nội dung thì họ sử dụng gọi là bất chấp mọi thứ, từ những cái thông tin mang tính chất xuyên tạc, bịa đặt, những hình ảnh mang tính chất phản cảm, sexy quá đà để có thể là tạo ra những cái clip câu view. Thì với những người sản xuất nội dung như các bạn thì các bạn nghĩ như thế nào về vấn đề này? Em nghĩ là em mà có khả năng kiểu được góp ý trong vấn đề giáo dục thì em bảo là một trong những cái kỹ năng quan trọng nhất cần phải được dạy trong trường học ấy, đấy là bộ kỹ năng hoạt động trên mạng xã hội. Bởi vì cái việc mà content bẩn ấy nó không do mình kiểm soát mà do những người khác ở trên mạng người ta sản xuất ra, thì mình làm sao mà mình biết được cái đấy, nó tự đến với mình thôi. Và mình phải có cái vai trò trách nhiệm ở trong xã hội là mình nhận biết được đâu là cái tốt để mà mình tiếp thu, mình đón nhận. Có một cái điều mà khó nhất là hiện nay ấy, có rất là nhiều kênh mặc dù là đóng mác sản xuất cho thiếu nhi, cho trẻ con, nhưng mà là họ lại dùng những cái nội dung nó thực sự là đáng nguy hại. Ví dụ như là thử thách 24 giờ làm chó, rồi ăn những cái nó nói chung là rất là bất vệ sinh. Vậy thì với cá nhân bọn em nhá, khi mà là những người làm nội dung thì bọn em nghĩ rằng là chúng ta sẽ cần phải làm gì? Thế thì em sẽ có 3 ý. Thứ nhất là bản thân mình có ý thức tốt thì mình sẽ luôn luôn cố gắng sản xuất những cái nội dung tốt. Và cái việc mà mình sản xuất nội dung tốt đó ấy, nó nên cố gắng có một cái tính chất lượng cao để làm gì? Để nó truyền cảm hứng sản xuất những nội dung tương tự như thế đến với cộng đồng. Sẽ có nhiều người sản xuất những nội dung tốt hơn và lúc đó thì nó sẽ tạo ra một đóng góp phần để lấn át đi những cái nội dung xấu. Với cái thời buổi bùng nổ với công nghệ như này thì em nghĩ là
bắt buộc mình phải đồng hành cùng với con. Con năm mình đang xem gì, mình phải biết nó đang xem cái gì. Mình phải giải thích được cho nó là tại sao cái này nên xem, tại sao không. Nhưng em biết rằng là cái quá trình đấy nó làm quá trình khá là khó khăn. Khi mà mình nói chuyện với con, mình cũng nên đứng ở vị trí là bạn của con hơn là kiểu mình áp đặt con và ép con, đúng mẹ. Rồi. Mình có cấm ấy thì cũng sẽ có rất nhiều cách để mà lại xem like những nội dung yes. như thế. Okay. Cái ý thứ ba ấy, đấy là mình bắt buộc mình phải đưa cái vấn đề sinh hoạt, hoạt động, hướng dẫn hoạt động trên mạng nền tảng mạng xã hội vào là một trong những bộ kỹ năng bắt buộc của trường học. Rất nhiều cái content bẩn càng ngày càng kiểu rộng rãi lên, bởi vì là những content đấy vẫn kiếm được tiền trên mạng xã hội. Bây giờ là mình phải có một cái bộ quy tắc rõ ràng ở trên mạng xã hội, mặc dù em nghĩ rằng là nó chỉ áp dụng được tầm được 34% thôi, ít không định không bảo nhiều. 30% nhưng mà vâng, thực sự là rất là khó để mình có thể kiểm duyệt được như thế, nhưng mà ít nhất mình cũng phải khắt khe hơn về nội dung trên mạng xã hội. Và như Long bảo là cũng nên có một cái môn học hoặc là một cái giờ ngoại khóa để đào tạo về quy tắc trên mạng xã hội, kỹ năng tham gia mạng xã hội, đúng vâng, không? Đúng ok vậy. Rồi, cảm ơn hai bạn. Chúng ta sẽ cùng đến với hashtag cuối cùng nhé. Vâng. Hashtag cuối cùng chúng ta là số 8, là một hashtag màu cam. Tức là còn có rất là nhiều những cái ý kiến trái chiều liên quan đến nội dung này. Đó là làn sóng TikToker lấn sân vào showbiz Việt. Chúng ta thấy là có một lượng lớn các TikToker thì sau khi mà hoạt động thành công ở lĩnh vực của mình thì đã chuyển hướng sang làng giải trí. Có những người thành công, có những người thì không thành công. Cũng là những người làm sáng tạo nội dung, là những TikToker, thì bọn em nghĩ như nào về cái xu hướng là chuyển dịch những TikToker lấn sân sang showbiz? Không chỉ có bọn em đâu, mà có rất nhiều người bên ngoài kia cũng sẽ có những cái tư duy và quan điểm khác nhau về vấn đề này. Showbiz ấy, theo Wikipedia đó là show business, là miễn là cái người, cái cá thể đấy hoạt động trong lĩnh vực là sản xuất ra show giải trí thì đấy là showbiz. Thực ra thì bây giờ cái lĩnh vực giải trí nó chuyển dịch sang nền tảng mạng xã hội rất nhiều mà. Vậy thì em cũng, với em này, em không thấy rằng là tại sao mình không coi cái việc sản xuất nội dung trên nền tảng mạng xã hội cũng đang là showbiz rồi. Cái sự chuyển dịch ở đấy thì mình nên nói là chuyển dịch theo kiểu truyền hình hóa rồi thì nó đúng hơn. Cái đấy nếu như mà các cái cá thể đấy cảm thấy rằng là mình có khả năng thì mọi người cứ tự tin và trải nghiệm. Không nhất thiết là chỉ có TikToker thì mới có sự chuyển dịch này. Mà đôi khi có những người làm YouTube cũng chuyển dịch như thế, có những người làm văn phòng cũng chuyển dịch như thế mà. Và tất cả mọi đối tượng đều có khả năng thành công hoặc thất bại, đều như nhau cả. Ok, rồi, cảm ơn hai bạn. Và bây giờ thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với căn phòng cuối cùng trong chương trình ngày hôm nay, đó chính là góc review. Ở góc review ngày hôm nay thì xin mời hai vợ chồng Thủng và Bom thì sẽ có ba cái lựa chọn để các em có thể nói nhé. Một là Green Film, hai là Yellow Song, ba là Red Code. Green Film là hai vợ chồng sẽ kể tên một bộ phim mà cả hai vợ chồng đều yêu thích, hoặc là Yellow Song là một ca khúc mà cả hai vợ chồng cùng yêu thích, hoặc là Red Code tức là một câu nói, hoặc một cuốn sách, hoặc một bài thơ, hoặc một câu danh ngôn nào đó. Red Code. Red Code hả? Ok. Em nghĩ là cái câu này là cái câu mà cả em cả Long đều tâm đắc. Và đây là cái câu mà bên kia nỗi sợ là con người mà bạn muốn trở thành. Nó là một cái câu mà khiến cho bọn em cảm thấy là ok, mình cảm thấy là mình muốn bắt đầu một cái gì đấy. Mình cảm thấy rất là hoang mang lo lắng. Nhưng mà nếu như mình không bắt tay vào làm và mình chỉ là sợ hãi và mình không thực chiến ấy, thì mình sẽ mãi mãi ở phía sau cái việc nỗi sợ đấy và mình không thực sự biết được cái khả năng của mình ở đâu. Hôm nay thì chương trình Ai Đến Hôm Nay rất là cảm ơn hai bạn. Cảm ơn hai vợ chồng đã dành thời gian để tham gia trò chuyện, một cuộc trò chuyện rất là cởi mở và thú vị. Và bây giờ thì trước khi chúng ta chia tay nhau, hãy dành một lời chúc dành cho các khán giả đang theo dõi chương trình của chúng ta ngày hôm nay, để chúng ta sẽ cùng khép lại một chương trình anh nghĩ là thực sự rất là thú vị để mở đầu cho một cái chặng đường mới, một chương trình mới trên Star TV. Xin mời. Gia đình Thủng Long xin cảm ơn tất cả mọi người đã ngồi trước màn hình để lắng nghe sự chia sẻ của bọn mình ngày hôm nay. Trước khi kết thúc thì bọn mình xin chúc tất cả mọi người có những giây phút thật là vui vẻ, đầm ấm bên gia đình khi mà mình thưởng thức chương trình. Và đặc biệt là nếu như mà trong tương lai mọi người có những cái dự định mà mới hay là những cái mong muốn mới khi mà mình tham gia vào cái lĩnh vực sáng tạo nội dung giống như gia đình mình chẳng hạn, thì mọi người hãy cố gắng, cứ tự tin vào bản thân. Mình sẽ chắc chắn là sẽ có nhiều chông gai, nhưng mà cứ phải làm mọi người ạ, cứ phải bắt đầu đã rồi mới biết là kết quả như nào. Chúc tất cả mọi người vui vẻ và thành công nhé.